Rồi, ok, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Rocket 2P nhờ. Và chỉ còn khoảng hơn một tiếng nữa thôi là mình sẽ đến với trận đấu 10 chọc tiếp theo các bạn. Nói đùa thế thôi chứ gần đây đánh Aqua Osiris đen quá, toàn thua các bạn. Đó, nên là trong video này mình quyết định giải đen bằng cách là mình sẽ mắc vị tướng Lưu Triệt nha. Sau đó chúng ta sẽ cùng xem là đâu là những cái vị tướng mà theo cá nhân mình là kết hợp với Lưu Triệt tốt nhất nha anh em. Đó, lý do mắc Lưu Triệt trong ngày hôm nay ấy, còn có một lý do phụ nữa. Đấy là bên mình đang tiếp tục mở đăng ký MGE cho con Gogo. Nên là mình cũng muốn mắc Lưu Triệt nhìn cho nó uy tín các bạn. Đồng thời thì tí nữa đánh ạc là test luôn. Đấy ạ, 10 giờ tối đánh ạc anh em có thể sẽ live stream sớm một tí. Đó, thì về Lưu Triệt ấy, mình cũng không có ý định là sẽ quay thêm vòng quay của vị tướng này nha. Hiện tại Lưu Triệt các bạn mà ở map chinh phạt hoặc KVK3 ấy, các bạn đã có thể lấy Lưu Triệt thông qua sự kiện vòng quay may mắn rồi. Nhưng mà từ rất là lâu rồi mình đã không còn bỏ game vào cái sự kiện vòng quay may mắn nữa các bạn, mà mình tập trung hết game vào lên trang bị. Và cái lần mà mình mắc tướng gần nhất ấy, nếu mà mình nhớ không nhầm là ra cắt lượng cho anh em, có nghĩa là cũng đã khoảng từ mùng 9 tháng 6 à tới thời điểm hiện tại là 4 tháng 11 đi, tức là đâu đó gần 5 tháng nha. Mình với mắc thêm một vị tướng cam nữa. Ok, bây giờ mình sẽ triệu hồi Lưu Triệt cho các bạn. Ok, Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Đấy, lâu lâu thì gọi vui là Lưu Chè thôi, nhưng mà gọi Lưu Triệt cho nó chính xác nha các bạn. Rồi, mình đã triệu hồi Lưu Triệt. Và cứ khi nào mà chúng ta triệu hồi một cái vị tướng cam mới ở trong tựa game này thì game sẽ hiện cho các bạn cái gói viết nên lịch sử. Đây là cái gói có thể nói là ngon nhất game rồi. Nói chung là đã xác định nạp tiền thì các bạn cũng nên nạp. Thực ra thì mình dùng từ ngon nhất game đối với hơi nhiều gói nạp, nhưng mà thật sự nó rất là ngon. Nó mình gọi là rất là ngon đi. Các bạn nên nạp nha, 109 ngàn. Và cái gói này cũng sẽ có ở trên web Gamota luôn. Các bạn ấn vào cái mục gói giá trị ấy là các bạn sẽ có thể tìm được cái gói Lưu Triệt nha. Đó, về Lưu Triệt đấy, tại vì mình lên vị tướng này đánh đồng nên là chắc chắn là mình sẽ phải max skill rồi. Và trước khi max skill Lưu Triệt thì mình sẽ cho vị tướng này lên cấp 60 luôn nha anh em. Bây giờ nhà không có gì ngoài sách kinh nghiệm ấy. Mình đang còn dư tới 628.000 quyển sách kinh nghiệm cấp 1 cơ mà. Rồi, có luôn đi. Nhà không có gì ngoài sách kinh nghiệm với sao vàng các bạn. Ở đây thì tôi tiếp tục tôi bày lại các bạn cái mẹo mà cấp 10 các bạn có thể mở khóa được 4 skill nha. Đó, các bạn cứ nâng cho mình cấp 1 sao 80%. Ok. Sau đó các bạn sử dụng cho mình công thức là 4 sao lớn. 4 sao này, 2 sao vừa. Nó như vậy các bạn sẽ có tỷ lệ là 60% là sẽ được nhân hai cái số lượng điểm kinh nghiệm ở đây là 4.000. Nó trong khi đó thì các bạn thấy ở đây ấy, là chúng ta đã được là 44,62% của cái sao thứ tư rồi. Nếu mà các bạn mà nhân hai là chắc chắn nó sẽ lên 100% nha. Tại vì các bạn phải tính thêm cái số kinh nghiệm ở cái sao thứ ba này nữa. Ở đây ấy, thì cứ mỗi lần mà mình làm cái tip and trick này ấy, thì các bạn lại góp ý có hai cái các bạn hay nói lắm. Cái đầu tiên đó là các bạn bảo là dồn cho cái sao thứ hai này ấy, nó lên kiểu 99% ấy, thì cái điều đó là không cần thiết nha anh em. Tại vì lên 99% thì các bạn dùng công thức này nó cũng lên, và các bạn để 80% ấy các bạn dùng công thức này nó cũng sẽ lên. Đấy, đương nhiên là các bạn phải may mắn. Cái điều thứ hai các bạn hay nói với mình ấy đó là các bạn hay cãi mình là bảo là 44.62 nhân 2 là làm sao bằng 100% được. Thì mình xin nhắc lại đó là cái điểm kinh nghiệm đây là 4.000 nha. Và cái 44.62 này ấy, nó chỉ là một phần thôi. Chúng ta còn cái lượng kinh nghiệm ở cái sao thứ ba nữa. Đó, mình chắc chắn với các bạn là nếu mà x2 là sẽ lên, là test thử cho anh em. Đó, test cho vui thôi, đằng nào cũng lên 6 sao à. Ui. Tạch anh em ạ, tạch tạch tạch. Đấy, nhưng mà x2 là sẽ lên nha. Đấy, không sao không sao, mình sẽ tiếp tục là sử dụng quyển sách kinh nghiệm này. Chơi lâu rồi nên là đồ đạc dư nhiều lắm anh em. Đó, mình sẽ nâng cho lên cấp 60 luôn nha. 60 và mình sẽ cộng bảng tài năng của Lưu Triệt cho anh em xem luôn. Mình thì mình dự định là sẽ cho Lưu Triệt đi phụ thôi. Đấy, nhưng mà nhiều anh em biết đâu là thích cho Lưu Triệt đi chính, thì lúc đấy mình sẽ cộng bảng tài năng Lưu Triệt luôn. Thật ra thì bảng tài năng Lưu Triệt đấy có cái nhánh tấn công thì thật sự là mình không thích cái nhánh đấy lắm. Đấy, tuy nhiên thì cái nhánh tấn công ấy lại tăng sát thương đòn đánh thường khá là tốt. Nên là các bạn cũng có thể kết hợp Lưu Triệt với cái nhánh tấn công để đi chính được. Đấy, anh em cứ suốt ngày hỏi mình là khi nào mắc Lưu Triệt thì hôm nay mắc rồi nhá anh em. Đấy, Gogo thì mình sẽ cố gắng là chờ thêm một cái MGE nữa. Đấy, được top 1 thì càng ngon, mình không giấu các bạn là được top 1 thì càng ngon. Còn không thì top mấy cũng được. Nói chung là đằng nào cũng phải mắc thôi anh em. Rồi. Ở đây thì mình hơi tiếc một tí. Đợt trước tôi lại chơi mấy cái sự kiện tôi lấy tượng Hera. Chứ mà tôi chơi sự kiện lấy tượng Lưu Triệt thì mình là sẽ kinh tế hơn. Heraclius thì
không biết là có mắc được sớm không nữa các bạn. Rồi, 6 sao này các bạn. Lên 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 lên. Ok, 6 sao nha. Tiếp tục là sách kinh nghiệm này. Nãy mình có là 628.000 cuốn, bây giờ còn 577.000. Như vậy là mình đã dùng mất đâu đó tầm 50.000 quyển sách đúng không? 49.000. 50.000 quyển sách gì đó để lên được một con tướng cấp 60, tướng cam nha. Tướng cam sẽ mất nhiều kinh nghiệm hơn tướng tím. Rồi tiếp đó đến với bảng tài năng của Lưu Triệt thì với nhánh tấn công nhá, thì chắc chắn các bạn phải lấy xuống cái điểm dễ dàng này. Cái điểm này rất là ngon. Các bạn sẽ tăng sát thương lên 0.5 mỗi 10 giây và tối đa tăng 10%. Rất là ngon anh em. Bộ binh khá là trâu thì các bạn cứ lấy cái điểm này cho mình. Tiếp đó lấy bất khuất này, tăng sát thương phản công thì cái này cũng ngon luôn. Nói chung là cái form của nhánh tấn công ấy, chắc chắn các bạn sẽ lấy 5 cái điểm này, không cần nghĩ. Ở đây thì có một cái điểm nữa là điểm tinh thông võ thuật. Các bạn sẽ tăng cái sát thương đòn tấn công bình thường nhưng giảm sát thương kỹ năng chủ động xuống. Đó thì cái này mình dự định là sẽ cộng thôi, nhờ mình muốn cộng sang nhánh bộ binh trước để xem là có dư điểm không. Đối với nhánh bộ binh thì chắc chắn phải nắm lấy dây cương nha anh em, cái này là bắt buộc phải lấy. Ok, nâng này. Vẫn còn dư 28 điểm thì sẽ phải lấy hồi nộ rồi. Tiếp đó là lấy tăng sát thương lên kỵ binh, 9% rất là nhiều. Nếu mà mình lấy xuống cái điểm này ấy thì mình sẽ cần là 5 điểm nha, mình sẽ còn 15 điểm nữa ở nhánh bộ binh. Mình sẽ cộng lấy cái sức khỏe bộ binh này đi. Ok. 6% máu bộ binh khá là ngon. Chỗ này mình có nên lấy tốc độ chạy không ta? Có lẽ mình sẽ không lấy tốc độ chạy của Lưu Triệt các bạn, mà mình sẽ lấy xuống cái tinh thông võ thuật đi. Rồi, mình sẽ lấy cái này nha anh em. Rồi ok. Còn dư 13 điểm, 13 điểm thì mình sẽ lấy chỗ này. Cái điểm này ngon hơn nha các bạn, điểm này nó tăng 3% tốc độ chạy. Rồi 6% này. Tiếp tục lấy tốc độ chạy đi. Rồi như vậy là đã xong. Ở đây mình sẽ xem nào, sức khỏe bộ binh, phòng thủ bộ binh, điểm bẫy gai. Thật sự thì mình không thích cái điểm bẫy gai này lắm, tại vì tấn công thường ấy mới có xác suất giảm tốc, trong khi bộ binh thì chạy khá là chậm. Nên là mình sẽ lấy ở đây một cái điểm phòng thủ bộ binh. Hay dưới này còn điểm nào ngon không ta? Cái điểm chiến đấu hy sinh, điểm này tăng sát thương phải chịu, mình không thích lắm. Còn đây có một cái điểm là điểm đánh thắng. Cứ mỗi khi các bạn đánh bại một đội quân kẻ thù, cái này thì cũng mình thấy là cũng không tốt lắm. Có lẽ là mình sẽ lấy stat của bộ binh đi. Mình mà lấy lên đây thì sao ta? Mình mà lấy lên đây thì mình tốn 7 điểm. Ok, mình sẽ lấy mấy cái này đi. 2 điểm tấn công bộ này, 1 điểm thủ bộ, 1 điểm sức khỏe bộ. Vẫn còn dư điểm các bạn, chắc là mình sẽ lấy bẫy gai thôi. Từ dưới này thì mấy cái điểm này nó tăng có 0.5 chỉ số ấy, mình thấy nó không tốt lắm. Đó, nên là có lẽ là mình sẽ lấy bẫy gai đi anh em. Thực ra không còn điểm nào mình nghĩ là tốt để cộng hết á, nên là mình sẽ lấy bẫy gai đi. Ok. Thì đây là cái bảng tài năng mình sẽ cộng cho Lưu Triệt nha anh em. Đó. Sắp tới nếu mà có đánh thì sẽ test thử xem có hiệu quả không. Rồi, bây giờ mình sẽ max skill Lưu Triệt thôi. Đó, dồn hết chọc vàng các bạn. Hiện tại mình có là hơn 2.000 chọc vàng cơ. Khói khóa skill luôn nha. Quá đã. Cảm giác mắc tướng cam thì bao giờ cũng đã các bạn. Vì chọc vàng nhiều vậy thôi chứ thực ra mà mắc con Lưu Triệt này xong là cũng tốn cả mớ đấy. Xong mà lên thêm một con tướng nữa là còn có mấy trăm tượng các bạn. Cái lượng tượng này mình cũng nhịn khá là lâu. Không nhớ là trong cái video mắc ra cát lượng xong là mình còn bao nhiêu tượng nữa. Nhưng mà trong khoảng 5 tháng thì chắc là mình phải tích được hơn 1.000 tượng đấy. Cuối game tích tượng nhanh lắm, đánh cây vi cây này, đưa event. Vãi, bây giờ tôi mới để ý. Có khi nào mình sẽ nâng được con Lưu Triệt 1555 không anh em? Ui. Vãi. May thế, tôi tưởng mà nâng được con Lưu Triệt 1555 thì toang luôn các bạn. Nãy mình nâng được là 1455 ấy, vãi trưởng thật. Vãi, Lưu Triệt. Con Lưu Triệt này có mức skill là 2555 anh em, tôi phải chụp cái hình lại, lưu lại kỷ niệm các bạn. Vãi cả đồi nâng skill. Tỷ lệ ngẫu nhiên của Lilith các bạn, nó tỷ lệ ngẫu nhiên của anh em đó. Vãi nồi thật.
1555 thì toang hơn, đúng không? Ok anh em, như vậy thì mình đã max skill Lưu Triệt nha, và sẽ mở khóa chiêu chuyên môn luôn. Chuyên môn công vượt Bách Vương, tấn công thưởng ngoài đồng có xác suất 25%, kích hoạt thêm một đòn tấn công nữa. Quá ngon anh em. Đó, như vậy là mình đã max skill Lưu Triệt nha các bạn. Thì ở đây ấy, mình sẽ test thử xem skill nhìn có đẹp không. Gói này thì thôi nhá, gói này mỗi gói sao vàng thôi. Rồi mình sẽ test thử với con man rợ này đi. Cầm một mình Lưu Triệt thôi được rồi. Đó, Lưu Triệt nha. Lưu Triệt Tào Tháo luôn cho nó máu anh em ạ. Từ giờ chuyện gì có hại cho máy tính, hao phí người trong thiên hạ thì bỏ hết. Wow. Kết hợp với bộ binh của Pháp. Cho tôi xem con rồng nào, Giáng Long Thợ Bắt Chướng. 22.000 đam các bạn. Kinh khủng khiếp. 22.000 đam cho Lưu Triệt nha. Quá dã man. Mình sẽ thử xem cái nhật ký chiến đấu thôi nào. Không biết là tên nào sẽ kích hoạt cái chiêu chuyên môn nữa các bạn. Hơi khó xem nhở. Để xem nào. Đây, kích hoạt công vượt Bách Vương này các bạn. Ồ, có kích hoạt nha. Các bạn có thể thấy là sau khi mà kích hoạt cái chiêu chuyên môn của Lưu Triệt ấy, thì mình kích hoạt luôn cả cái mối thù bất diệt. Đó, cái này là tấn công thường tăng thêm 9 độ. Thì các bạn thấy là cái chuyên môn của Lưu Triệt ấy là cũng kích cả cái bảng tài năng luôn. Nó rất là ngon nha anh em. Nói chung là cái chiêu chuyên môn của Lưu Triệt đấy, các bạn sẽ kích tất cả những cái gì mà nó ghi là các bạn tấn công thường có tỷ lệ nhận được. Ví dụ như là skill của Sargon này, ví dụ như là chiêu 2 của Alex này, hoặc là những cái phụ kiện nhá, các bạn tấn công bằng chuyên môn của Lưu Triệt ấy là đều có khả năng, khá là ngon. Ok, thì tiếp đó mình sẽ nêu lên về những cái đạo tướng ấy mà mình nghĩ là kết hợp với Lưu Triệt là mạnh nhất trong cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Hiện tại thì cá nhân mình nghĩ nếu mà mạnh nhất nhá, thì có thể sẽ là SCPO kết hợp với Lưu Triệt. Đó, mình nghĩ sẽ là đạo mạnh nhất, tại vì các bạn sẽ có đánh lan này đến từ SCPO, các bạn có đánh lan tới từ Lưu Triệt. Và đặc biệt là SCPO đi chính ấy, thì các bạn sẽ có cái sức mạnh vô song, nó sẽ giảm cái máu của đối thủ đi 30% trong 3 giây. Sau đó Lưu Triệt chém với cái sát thương rất là cao, đúng không? Sát thương của Lưu Triệt chiêu 1 năm mục tiêu lên tới là 2250, đó sát thương rất là cao. Thì mình nghĩ là đây là một combo khá là tốt. Nó ngoài ra thì trong cái bộ kỹ năng của SCPO ấy, các bạn sẽ có còn một cái chiêu 3 này nữa, là khi các bạn tấn công thường thì các bạn sẽ có xác suất gây cái sát thương là 500 liên tục trong 3 giây. Thì đây là một cái chiêu mà bạn có thể kết hợp với chuyên môn của Lưu Triệt luôn. Nên mình nghĩ là SC Lưu Triệt sẽ là một cặp tướng rất là tốt, và ý kiến của mình là tốt nhất. Đó, đến với cái cặp tướng thứ hai mà mình nghĩ là cũng tốt nhì cho Lưu Triệt đấy, thì sẽ là Gogo kết hợp với Lưu Triệt nha. Lý do là tại vì mình nghĩ là Gogo sẽ là một vị tướng đánh đồng cũng tương đối tốt, tại vì cái chiêu 1 của Gogo ấy sẽ tương tác rất là tốt với Lưu Triệt luôn, đúng không? Khi mà các bạn sẽ được tăng cái sát thương đòn tấn công thường này, các bạn sẽ tăng sát thương phản công. Đó, mình nghĩ kết hoạt rất là tốt. Và đồng thời trong cái chiêu của mình ấy, thì con Gogo này các bạn cũng có chiêu 3 sẽ có xác suất gây sát thương trừng phạt lên mục tiêu với cái hệ số là 300. Nó rất giống là Lưu Triệt luôn. Lưu Triệt các bạn cũng sẽ có một cái chiêu gây sát thương trừng phạt nha. Nó cũng là chiêu 3 luôn. Và đặc biệt là chiêu 4 của Lưu Triệt đấy, khi các bạn gây sát thương trừng phạt thì sẽ khiến mục tiêu cái sát thương gây ra ấy, giảm đi 10% trong 3 giây. Nó thì cái cặp đôi này debuff cũng khá là tốt. Tuy nhiên thì mình không nghĩ là Gogo sẽ tốt hơn được SCPO nha, tại vì dù sao Gogo cũng là một con tướng đồn trú và đánh đơn mục tiêu, trong khi đó thì SCPO là con tướng làm ra chuyên để đánh đồng và đánh tới 3 mục tiêu. Rồi sau con SCPO và Gogo này ấy, thì mình nghĩ các lựa chọn tiếp theo thì mình nghĩ là nó cũng xem nhau thôi. Đầu tiên thì phải nói là con Sargon nha. Đó, Sargon thì các bạn sẽ là một cái debuff rất là tốt. Và đặc biệt là Sargon cái chiêu 1 ấy, các bạn sẽ cần tấn công thường trong 5 giây, đúng không? Mỗi giây một đòn tấn công thường thì các bạn mới kích hoạt được full sát thương của con Sargon. Nhưng mà nếu mà các bạn kết hợp với Lưu Triệt ấy, thì chiêu chuyên môn của Lưu Triệt có thể khiến chiêu 1 của Sargon nó kích hoạt được nhanh hơn. Chiêu 1 của Sargon kích hoạt được nhanh hơn thì cũng đồng nghĩa với cái debuff đại đế ấy, nó sẽ được cộng dồn nhanh hơn nha. Cái debuff đại đế của Sargon ấy là cứ mỗi khi các bạn gây sát thương kỹ năng thì ngay lập tức kẻ địch ấy sẽ tăng một cái tầng đại đế và khiến tăng cái sát thương kỹ năng mà đối phương nhận vào lên 3%. Tuy nhiên nhá, ở đây mình muốn làm rõ một cái vấn đề, đó là chỉ khi các bạn gây sát thương kỹ năng mà thôi. Có nghĩa là ấy, các bạn sẽ tích
cái tầng của cái đại đế này nhanh hơn nhờ chiêu một của Sargon. Nhưng mà chiêu một của Lưu Triệt nhá là sẽ không có gây debuff đại đế nha anh em. Tại chiêu một của Lưu Triệt là sát thương trừng phạt. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ấy là cái debuff của Sargon cũng không khiến cho Lưu Triệt tăng sát thương lên trên mục tiêu nha. Tại Lưu Triệt tiếp tục là sát thương trừng phạt. Đấy, tuy nhiên thì hiện tại sát thương trừng phạt trong game chưa có nhiều, nên là những cái con khác ví dụ như là Gia Cát Lượng này, Boudica sẽ được hưởng lợi rất là nhiều từ cái debuff đại đế của Sargon. Đó thì theo mình là Sargon kết hợp với Lưu Triệt cũng là một cặp tướng khá là tốt. Tiếp đó chúng ta có là Alex. Alex với lại Lưu Triệt thì cũng là một lựa chọn mình nghĩ là ok. Tại vì cái chiêu 2 của Alex ấy thì các bạn cũng có thể hưởng lợi từ chiêu chuyên môn của Lưu Triệt này. Tiếp đó là Alex cũng không có gây sát thương kỹ năng quá nhiều, mà là một vị tướng thiên về tấn công thường, và tốc độ chạy của Alex rất là nhanh. Kết hợp với Lưu Triệt cũng có tốc độ chạy bộ binh, nếu mình không nhầm thì là 20%. Đó, thì các bạn sẽ chạy khá là nhanh và debuff khá là tốt. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể kết hợp với quốc tướng chìa vàng CM. Đó, gần đây thì mình thấy cũng có khá nhiều người chơi sử dụng CM kết hợp với Lưu Triệt. CM các bạn đi chính thì khi các bạn ra skill ấy, các bạn sẽ tăng cái sát thương lên 30% trong 4 giây. Và 30% này sẽ tăng sát thương từ chiêu 1 của Lưu Triệt luôn, nó sát thương sẽ rất là cao. Đồng thời thì CM cũng đang khá là hot gần đây khi mà được nhiều bot với nhiều kinh đầm ấy đem ra sử dụng để đánh đồng với Rally. Vì cái lượng chỉ số rất là nhiều nên em nghĩ là CM kết hợp với Lưu Triệt cũng là một lựa chọn ok. Đó, còn lại thì những cái lựa chọn khác ấy, ví dụ như là Quan Vũ này kết hợp với Lưu Triệt, hoặc là Haran kết hợp với Lưu Triệt đi, hay là Taric kết hợp với Lưu Triệt ấy, thì mình nghĩ nó đều là những cái lựa chọn khả thi. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì con Lưu Triệt vốn dĩ ấy, nó đã là một con tướng quá ngon rồi các bạn. Nó đã là một con tướng tấn công tới 5 mục tiêu, có làm chậm 40% trong 3 giây cho cả 5 mục tiêu luôn, và sát thương lên tới là 2250. Đây là về bản chất ấy, là Lưu Triệt các bạn kết hợp với bất kỳ một con bộ binh nào cũng được. Nên là mình chỉ đề cập đến những cái lựa chọn mà theo mình nghĩ là nó thật sự gọi là sinh ra để cho Lưu Triệt thôi. Chứ còn các bạn thích kết hợp Lưu Triệt với cả Richard ấy, mình nghĩ là cũng được luôn nha anh em. Đó, ok, như vậy là mình đã mắc thêm một vị tướng cam nữa trong bộ tướng của mình. Nó cũng mất rất là nhiều thời gian nha các bạn. Gần 5 năm chơi game, hiện tại mình đã mắc được thêm Lưu Triệt. Đó, tối nay thì khả năng là mình sẽ test SC Lưu Triệt và vẫn đánh Quan Vũ Alex thôi. Còn trong tương lai, có thể ở trong KVK này khi mà mình có thể lên được Gogo ấy, thì mình sẽ đánh là hai đạo bộ Gogo Lưu Triệt và Quan Vũ SCPO. Như vậy là hết bài nha các bạn. Đó, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video nha. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ động lực cho Bác Thông Dân. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.